Hello anh em nhá, sau kỳ nghỉ dịch đây là cái hồ 100k. Hôm trước đây nói chuyện qua mấy anh em đây. Đó thì vừa mưa xong thì vẫn đang mưa này. Đó. Hôm nay đi ông anh lăng xê tiếp anh em nhá. Cái quay này của mình cứ bị gãy gọng rồi. Thay lại gãy mẹ rồi. Quay cái quảng cáo hồi cô này. Quảng cáo mà ta chuyển với ai đi biết đến đây. Có cần hỏi không? Có cần hỏi không? Hôm nay tất cả những người đến đây là gần như là đều có 6 bạn đến. Nó đang kia đi ngay mà nó thật cái hôm chính cái hôm mà đi chỉ có đây nó đấy. Chính cái thằng cầu kia là cái hôm mà đi lên cầu cái hôm nó lên nó có đấy. Chẳng biết cái gì nữa là thằng gì, thằng kia nó hay mua rau khổ lắm. Thằng mua rau lắm mà. Đây là bà chủ hồ đây anh em này, thấy không? Anh em nào đến đây câu cứ đến đây nhá. Đấy, bà chủ hồ Vân Dũng. Bà chủ hồ rất là thoải mái nha. Đấy, ok. Mấy hôm nữa đến đông cực kỳ thì anh em ạ, tuy cá bé thôi nhưng mà cái nó thoải mái anh em nhở? Cứ thoải mái đi. Cái không có chậm, chơi này chính. Đấy, cái này nó chậm nó kéo thùng. Thank you.
hả? 4 miếng khoai á. Em bốc lắm rồi. Em bỏ ra từ lúc 5 giờ rồi đấy. Thank you.
rồi, khả năng mưa rồi. Giải áo mưa. Ôi, chú Câu lúc nào mưa to thì về. Bật mười mấy ngày rồi. Mưa to đấy. Căng sẵn cái khô chắc nước ăn ướt ngồi 2 phút để một con, 2 phút một con để mấy đầy giỏ nhỉ. Đây anh em nhé, chủ hồ nó chim cút rồi à, anh em mình bây giờ mới bao việc được. Đây. Mày thời tiết rất là đẹp, vào không đi câu phí cả cuộc đời. Thú. Chỉ cần thiếu thôi. Đó, chỉ cần thế thôi anh em. Chờ đợi anh em nhé, xem có cái vẹo gì không.
em ơi, chờ đợi thì nắm mồi nhá. Đó, bộ lăng xây của mình đây anh em. Vẫn là cái mức gọi là huyền thoại đó. À, mô thì không cần nhiều anh em nhé. Vừa thôi. Là vừa xong anh vụt để dây hơi dài, mày bóp mồi này. Khoai này mà còn to như ngón tay này. Mồi thì rất ngon, lăng xê thì rất chuẩn anh em nhé. Xem cá nó qua nó. Quá nhà tao vẫn đây. Em xoay cái túi cần xích ra đây. Tôi xoay nhau đây để lắm anh nắm sẵn cái này thì anh bỏ vào trong này. Cái mồi nó hiện tại nó vẫn còn đang đông đá anh em ạ. Nó còn lạnh buốt hết cả tay. Khả năng khoảng tầm tiếng nữa thì quánh ngon hơn. Vứt ra ngoài này. Đấy, để treo chéo. Làm đều nha. Ở đấy, thấy chết rồi. Ông Đạt, ông đi, ông bảo đi thì gọi ông ấy chết, mình quên mất rồi. Thôi, bỏ qua đi. Anh Đạt xem video thông cảm em cái nhá. Tại ra hồ thì bây giờ gọi mất lịch sự quá. Thôi, hôm sau anh em gặp nhau nhá. Chưa thấy em lên chèm đâu. Đừng hoài mong nhớ cô ấy không yêu mình đâu mà. Ngon đầy rồi. Thịt luôn con này ra. Anh em nắm trước thì tí nữa đỡ phải nắm thôi. Nên là nó tiện tay thì nắm trước anh em nhé. Au, au, au. Hôm nay cũng rất chi là nhiều anh em biết thông tin hồ mở lại nữa nhưng mà. Anh em tập trung đến câu rất chi nhiều. Đây, cái này, đây. Đây, này để đây này. Đối. Đối tượng. Đối tượng sau phát hiện. Ok nha. Rồi, chờ đợi thôi anh em nhé, nắm mồi thì thế thôi. Con cá không thể lôi được cần anh em. Một đêm trôi đầu tiên con trôi này. Trôi này để làm gì? Ba ngón tay. À, trôi ba ngón tay anh em, con đầu tiên. Úi, lăng xê đóng rất chi là mút chỉ anh em. Ồ, 100.000 là cá nó thế này đây anh em. Hay à? Tao mày đi bán hàng được đấy nhở? Bà ơi, mua bánh khúc đây. Tôi là bánh khúc đây. Bánh khúc ơi, bánh khúc ơi.
chết mẹ rồi. Mẹ xuống cán luôn kìa. Lại để nó đến lại nó lại hiểu. Cứ ném vào chỗ đấy tập trung cho nó cả đàn ở đây đi. Được. Bánh lên chị bán bánh khúc à? Ôi, chứ cẩn thận thế. Chị bán bánh khúc à? Chứ có bánh bao không? Là có mua một hàng đấy mà một tình treo chị. Đang định treo tự nhiên lại nói mùng một. Bán sáng rồi, giờ còn gì nữa. Bây giờ mới đi mà. Vừa mới hàng ra anh chưa được một cái. Tuấn ơi, chưa cần một số mà. Mày sắt đây. Ốp kia, ở trong kia. Mới sắt 15 mà. Đó đây. Đấy, để em gửi. Vừa mới hàng ra anh chưa được một cái. Chú đang người thứ hai, hôm nay mùng 1 thứ mai. Định lên nè. Em mua cho hẳn 4 cái. Rồi, định lên hạ tiến đấy nhá. Thôi kiểu là gì, hôm nay hồ lạnh có người. Hạ tiến á? Ừ. Mà lang thang từ hạ tiến. Hôm qua lên hạ tiến đông lắm. Đấy nha, em còn cho hẳn tiền lẻ luôn. Rồi, cảm ơn nha, tiền lại thế. Đúng rồi. Xem lại đi xem. Cả phải lấy 50 không? Thừa thiếu thì cũng thôi. Đủ như mình ấy. Thừa thiếu thôi đủ mình. Có không đủ như ở mình ấy. Quên mất rồi, giao có hạt chặn lên. Toàn thằng đói mùng 1 thì chị cho nhiều ăn cho nó no. Chứ các chú bây giờ có cái ăn 20.000 thì hết. Đấy, nhịn suốt từ sáng rồi. Em còn thừa 10.000 để cho mỗi suất 2.500 bạn ạ. Chia làm đôi 4. 10.000 chia làm 4. Mỗi suất 2.500. Ăn luôn đây là thế nào đây? Bác xem có cái gì ăn. Không có gì ăn đâu, chỉ có tăm thôi. Anh em ơi, toàn cái loại cá mới đẻ, không buồn quay phim anh em nhé. Chim, cá chim. Ngày mùng 1 đầu tháng câu lên phóng sinh thôi anh em nhé. Thả luôn đi. Hát đi xong lại vào ăn nhá.